Ok, hô lên em. Hôm nay tiếp tục lại chơi một con game mới. Vào lúc rảnh rỗi nên tìm tìm mấy game nào chơi. Có thời gian thì sẽ chơi thêm vài game nữa. Game này có tên là Gogu Ganagot. Chắc là sử dụng mấy cái từ lóng của mà Gogu chứ mà Ganagot á. Ganagot là cái sự kiện tận thế hay quỷ diệt gì. Tôi cũng chả nhớ nữa. Đây. Để tôi lên mở stream lên. Này. Game này thì chưa có ngày phát hành chính thức, chưa có bản ra mắt, nhưng hiện tại có bản demo rồi nè. Bản đồ chơi thì không biết nó có khác bản demo nhiều không. Bản đồ chơi là bản beta testing. Thì con game này dạng là bên đất heo. Đây. Nó giống với mà thể loại Vampire Survivor với con game của Việt Nam đang hot gần đây là Ghost of Wolfen đó. Thì đồ họa cũng tương đối ổn đó. Nhưng mà sử dụng mấy cái asset tôi thấy khá là quen mắt luôn. Bui thì màu sắc cũng chỉnh chu lắm. Cái đồ họa này tôi nghĩ là nó thiên hướng dễ tay nhiều hơn. Đây, chúng ta vô game. Tôi đã tải rồi. Thì coi thứ hai phiên bản này có gì ấn tượng không? Một trong số những trò chơi Go Go Live mà tôi sẽ bật FPS coi thứ nha. Game nó hoạt động ổn định lắm. Đây là WFEG. Là bốn nút xung quanh mà WASD của mình á. Đó. Đó W đây nè. FEG. Nói chung là bốn nút này đi. EG thì chắc tôi không có xài nút này đâu. Đổi anh nút Z. Xem chỉ số nút Tab. Nút Z này tại tôi chơi Apex đó, quen nút nên tôi dùng nút đó. Để tôi để cửa sổ đi. Cho nó cái gì cáp nó không ảnh hưởng đến FPS. Đây bên đây là show kêu gọi update. Update em nào có thể vô. Cái này là hướng dẫn chơi thôi. Đây là mỗi trận chiến thì có quân địch. Mỗi quân địch thì sẽ có một kỹ năng đặc biệt. Đây. Nói chung là cái này chỉ số quân địch. Thường chúng ta không quan tâm đâu, chúng ta quan tâm bản thân mình thôi. Khi mà chọn cái mà Warriors là chiến binh của mình á, sẽ nhìn thấy được cái nội tại quân địch. Rồi ok, cái này tôi đi. Rồi, hai cái quan trọng là sát thương vật lý và sát thương phép. Đó, có thể kiểm tra cái này. Nội tại và cái chủ động có hai cái đơn vị chính này nha. Đây là sát thương vật lý nè, vật lý nè. Đó, vũ khí sẽ gây sát thương vật lý hoặc là phép. Tôi nghĩ cái này ngoài cái dùng màu sắc với miêu tả bằng chữ á, thì nhà phát hành nên dùng luôn cái icon. Cái icon hình cây kiếm hoặc là cây gậy que phép thuật á, cho nó dễ nhìn. Thực ra chữ rất là khó đọc. Nhất là sau này muốn lên mấy cái màn hình nhỏ nhỏ hơn nữa, dạng như mobile rồi á. Thì để cái chữ này hơi bị khó đó. Đây, BD là viết tắt của mà sát thương vật lý đó nha. AD là sát thương phép. Hiểu đơn giản vậy thôi. Cái phông chữ nó thấy cũng hơi nhè nữa nè. Cái này là chắc dev đưa cái ảnh vô á. Cái ảnh không đúng độ phân giải. Anh em nhìn hai cái hàng này nó còn lệch nhau đó nè, thấy không? Thực ra cái này là khi dev chụp là cáp cái màn hình á, có cái viền nè. Bên đây thì cái viền nó rất là nhỏ nè. Do cáp hai cái ảnh không có đồng bộ size với nhau. Thì tốt nhất là cáp một cái ảnh gồm hai cái size luôn. Cũng được. Và là chịu tối ưu làm nữa thì đưa vô cái nguyên cái bộ hình ảnh vô đây luôn. Đây nè. Khi là cái xem cái item thì nó cũng có chỉ số tương tự như vậy. Rồi hướng dẫn gì là rất là đơn giản nha. Rồi chúng ta bắt đầu cho chơi thử. Tôi bật FPS coi nó có ổn định không. Thì đây là cái chặng đường đi của chúng ta. À nào. Đây là những con quái sẽ xuất hiện trong cái mà quay một của mình. Không quan tâm chỉ số quái đâu. Đây là những chiến binh của mình có thể chơi. Còn là bộ là nét dễ tay không nha. Ở đây chúng ta có 8 nhân vật ban đầu có sẵn. Thì mỗi cái chỉ số trên đây là của nhân vật nè. Mấy cái nét dễ tay này rất là đẹp nha. Boa, Phygia, Ganagot, Phygia đi. Capra, Ganat, Robot, Katat. Tên gì Nana với nhau không vậy? Sự tua. Tôi thấy con này Phygia nè, nhìn nó khá là ngầu, có cái mũ nhọn nhọn nữa. Con này Hatter là dạng như là tốc độ di chuyển á. Nhưng mà nó có cái gì nữa mà tôi quên mất tiêu rồi. Nói chung là nhìn vô tốc độ di chuyển đây. Con này là không có giáp luôn nha, nó chỉ đi nhanh thôi.
nó đi nhanh hơn ta tí là không có giáp, không có máu hồi phục, rất là mạo hiểm á. Tốc độ di chuyển của nó duy nhất là 81.3, còn mấy con này chỉ là mấy chục thôi. Nó đánh cũng nhanh hơn nhưng mà có hút máu. Đây là cái kỹ năng của nó, Q, E, F, Z, 1, 2, 3, 4 cũng được mà ta. Rồi ok, chúng ta chơi thử đi, chưa cần quan tâm ba đó đâu. Đây là mình có thể chọn trong tất cả các vũ khí luôn, không có giới hạn. Còn bên đây là nó sẽ khuyến khích mình hợp với những vũ khí nào. Đam cơ bản là 7. Có thể xuyên thêm một quân địch, chắc tôi thử cái này đây. Mình chỉ được chọn một vũ khí thôi. Nếu FPS ổn định thì tí nữa mình sẽ tắt. Mình tăng kill như là liên minh vậy đó. Nâng chức Q đi, tăng đường kill lên. Tiếng hơi lớn à. Bóp sành cũng khá là chỉnh chu luôn. Thu quy của tôi là gì ta? Game này cũng ổn áp hết đó chứ. Thu quy của tôi là bắn ra một cái viên đạn cỡ lớn, gây đam phép. Nhưng không có tác dụng để lùi. Không có tác dụng để lùi thì ghi vô đây làm gì? Cái này dạng như bơ tên chứ. Kinh đao là chỉ có 6 giây thôi. Chưa nó có xài tự động không? Kêu nó chạy tự động luôn nên mình không cần phải làm gì nhiều. Tiếp theo rồi kêu em. Đây là khi mình lên gấp nè, tôi tắt FPS đi nha. Game này làm đồ quả cũng được đó, nhưng mà cái góc nhìn nó hơi gần quá. Cộng 5 giáp nhưng mà trừ rất là nhiều thứ luôn, không có đâu. 20 candle, 2 giáp. Max bền có 100 mà trừ 40 là rất là nặng nha. Trừ 2 máu hồi phục, tức là nó xuống cái dòng âm luôn đó. Hết tiền, nhiều đủ tiền. Quy vẫn ngon hơn. Để ra đảo vậy. Mắt vui đi, mắt vui đi. Tôi thấy để nút 1, 2, 3, 4 nó ngon hơn. Cái không chấp nhận à. Ok, VGF. Mấy kiểu nó hồi nhanh quá ta. Một trăm lẻ chín vàng. Vì hai giáp mà bỏ rất nhiều chỉ số. Trừ 500 tốc độ di chuyển. Hai cái này trừ rất là nặng luôn. Không. Mấy cái nào mà ảnh hưởng đến ba cái khác quá.
hút máu mà bất cứ ba giáp đâu, không ổn. Đây triệu hồi ra một cái hố đen luôn. Đồ họa dễ tay nên cảm giác nó vừa xấu vừa đẹp. Ê, mất máu gì? Đau. Sắp chết rồi, sắp chết rồi. Mình bắt đầu thọt đam quá rồi đó. 330, 108 ghi đam nhật lý. Mình chỉ có đủ tiền cho cái này thôi. Đầy máu, đầy máu. Giờ có cái khiên mắt khiêu thì mình sẽ làm sao ta, có qua chế độ biến hình không? Mấy cái cây này nó dướng đường được á. Chừng 5 máu hồi phục là rất là nặng không? Nhưng mà nó cộng 30 hút máu nữa nên tốt nhất vẫn là lấy, tại vì hai món này mình làm gì có tiền. Dạ. Khúc máu dữ lắm mà ta. Nổ nổ nổ. Mình có 400 tiền. Đam này cái số đam nó hiện hơi to. Tăng 75 máu nữa mà trừ 3 giáp là không giáp luôn đó trời. Ê, có nâng cấp được nữa nghe. Đây còn đúng 5 tiền luôn. Cây này nâng cấp tới 240 rồi. Rồi nhẹ nhàng á, đâm thừa luôn. Tôi ghét nhất là cái gung màn hình nữa nha, mà không có tắt được. Cái này là kêu tôi chủ động xài á, chứ nó không có tác dụng gì đâu, không có cách tự động đâu. Cái map này hơi nhỏ nữa nên chạy là nó không có đủ phê.
Tôi để coi cái cây này. Cái bộ khiêu của mình là nó theo cái đâm gì tôi chưa có để ý nữa. Quá ngon vậy, chỉ số nó đầy đủ hết nên dọn cái này đi suy nghĩ làm gì nữa. Sát thương nhật lý, cái này là sát thương phép này. Mình bán cái này đi 84 thì vẫn không đủ tiền. Cái đầm này trừ 5 máu hồi phục cộng 30 sát thương nhật lý rồi, rất là mạnh luôn nha. Là nó giống như cái này của mình như nào. Đi đi, tiếp thôi. Cái dòng đặc biệt là có thể là boss hay cái gì. Rồi ok, boss xuất hiện. Cái kiểu này bắn boss cũng đúng lợi luôn nè. Cái kiểu ép của tôi á rồi giữ chân nguyên con boss luôn. Ấy ấy ấy, đứng trong cái khiên mà vẫn bị game lỗi à. Mình chưa có nâng được cái gì luôn, mình không biết cái giai đoạn này là nó có ảnh hưởng gì với cái điểm cộng của mình không nữa. 5 phút độ khó bình thường. Con hầu hết là kháng phép thôi, rất là nhiều con kháng phép nên nếu như chơi cái dòng này á, mình sẽ bù vào sát thương nhật lý đó. Thì con nào thiên về sát thương nhật lý đâu, con này nãy mình thiên đâm phép nên đánh cái quay nó hơi khó. Con này 50 phép luôn. Báo 100. Nó có một khiêu chủ động, hai khiêu bị động, hai khiêu chủ động. Vậy là mình xài QG. QF. Này khi mình chết ngang giữa trường nó không có nâng cấp gì anh ta. Trời ơi, trời ơi. Kiểu này chỉ lặn xuống thôi. Hai chục đam nhật lý. Này có 5 đam nhật lý à. Cộng 10 hút máu nhưng mà trừ 10 tốc độ di chuyển, rất là nguy hiểm à. Tiếp thôi. Có vũ khí rồi, tí nữa sẽ bùi cái vũ khí sát thương nhật lý nữa.
Nó rung màn hình nhiều quá. Trời lủng máu rồi mà. Đây mình có vũ khí mới. Cái này dạng Arcane rồi, mình cũng không đủ tiền luôn. Cái này Xiaomi. Khi mà giết được một quân địch thì sẽ tạo ra 8 cái gold jet, cũng ngon đó. Nó cộng Xiaomi hai cái nhưng mà nó ghẻ bèo rồi, quất đi. Kiếm sát thương nhật lý cũng được. Nhưng mà nên lấy cái bên phải này thôi. Thiếu 6 tiền. Ra đi thôi. Nãy không gì con thì vẫn không đủ tiền. Thậm chí khi mình lặn quái nó cũng đuổi theo mình nữa. Cái mà gít quên nó cũng khá là ngon nữa. Cái này không biết cho nó tự động được đâu. Hai trăm sáu mươi chín vẫn chưa có cái vũ khí nào. Cái này cũng ngon lắm. Tiêu tiền chỗ này là một hồi không có tiền mua vũ khí đó anh em ơi. Tăng cái khiêu bị động mới đúng chứ, cái khiêu chạy trốn này tăng làm gì cũng đúng. Hồi máu mỗi cho mỗi quân địch 10 con quân địch nằm xuống là mình được hồi máu. Đó. Đủ tiền mua vũ khí chưa? 400 này. Chúng ta có vũ khí sát thương nhật lý 350 có cái xịn thò luôn. Nhưng mà hai cái này thì có thể nâng cấp được. Cái tầm đánh rất là xa, tốc độ trung bình. Quất. Ít chết rồi, không đủ tiền. Trời ơi. Một pha chơi ngu giờ lần đất. Cái khiêu lặn này rất là bá nè, cái khiêu quy nè. Khi mình lặn xuống này nó hồi chiêu trong lúc cái mình lặn luôn. Đéo hoài đó. Ấy. Vãi. Nằm lại. Cây cú.
Nó rung màn hình liên tục nhìn rất là khó chịu nha. Tăng cái QEG từ sớm đó, để mỗi lần mình giết địch đó, thì nó cộng vô cái nội tại. Đây nè, nó sẽ cộng cái nội tại sát thương vật lý 40 do mỗi 100 quân địch mình hạ gục. Không cái nào ngon hết. Mỗi 20 trừ có 5 mà. Cũng được. Đến lúc cây tăng GW rồi đó. Đây, chúng ta không đủ tiền mua, tiết kiệm tiền quay nó, quay nó. Không có cái hồi phục bật tỉnh ta. QEFG quái nó đụng cái mình mất 1/3 máu rồi. Hồi được 15 chỉ số máu. Có vũ khí không? Gon nữa. Gon đấy ta. $400 tiền. Có phá không? Cái này đáng lẽ phải có chức năng phá chứ. À, úp cái nữa 240 nó mới lên. Rồi đi tiếp thôi. Mình vừa có tầm xa tầm gần rồi. Nói chung là không sợ quái áp sát nữa. Rung màn hình liên tục luôn. Lạm dụng của màn hình kiểu này là không được rồi. Cực kỳ chóng mặt luôn. Cứ mỗi đòn là nó cũng màn hình một lần rất là khó chịu nha. Vì mấy con tốc độ đánh mà nhanh hơn nữa là nó rung liên tục là to luôn. Biết là dev muốn tạo cái hiệu ứng đòn đánh á.
cái đòn này thì mất 20 máu tối đa, là tính ra là chỉ có 10% thôi nha. Nhưng mà nó cho 30 đam vật lý một đống nữa. Còn cái này 10% hút máu. Nó chỉ hồi 3 HP thôi, so với cái nội tại của mình thì nó không ngon. Nhưng mà người lớn đâu ai lựa chọn, chúng ta lấy cả hai. Mình có cái nội tại QL hút máu sẵn rồi nè. 10 quân địch giết xuống mình hạ được hồi được tới 30 máu lận, trong khi cái skill hồi nãy thì chỉ tăng có 3 máu thôi, tức là chỉ có 10% thôi. Con này lụm đồ là bao ngon luôn. Quá giờ nó gục màn hình rồi, không được rồi. Tôi chóng mặt dữ rồi. Khi mình nâng một cái nữa thì nó thành cái gì? Có nên bán một món lấy một món không? 70 385. Cái này các em là không lấy là cái chắc thôi. Có 20% cơ hội hồi 15 máu. Piston màu vàng, 10 tốc độ, 10 tốc độ. Cái này vui rồi. 240, ok. Đủ 240 rồi đó. Còn game này nhìn kỹ đồ họa nó cũng đẹp chứ. Nhưng mà cái map nó giới hạn như Gotato thì tôi không thích. Tôi thích mấy cái con map rộng hơn. Bộ kill thì cũng ngon nghẻ đó. Nhưng mà kill chủ động nhiều quá thì anh em sẽ gói. Thực ra chỉ cần hai kill chủ động thôi là ngon. Một Q một E là ngon. Mỗi lần dính đam thì sẽ hồi 2 máu. Cái vòng tròn này sẽ tạo ra cái xung quanh mình đứng gần quân địch thì sẽ đốt tới 40 đam mỗi 2 giây. Thì thực ra cái nội tại này nó không ngon nữa, khi cái chỉ số đam của mình nó vượt trội quá rồi thì cái nội tại này nó không còn mấy tác dụng, tính ra là 20 đam một giây à, trong khi đam mình tới 500 lận, chưa kể là cái khung mình nó bắn xuyên thấu nữa. Thành ra có quan trọng là quan trọng hai cái vòng trên mà nó sẽ được 30 máu tăng 10%, ba giáp nó cũng ngon. Tiếp theo là tích tiền nâng cấp cái món cuối lên rồi không. Giờ cái quan trọng của mình đó là tốc độ đánh. Đam thì mình quá thừa rồi, toàn quanh quanh hit quái không à. Giờ là boss ra nè, nên bỏ cái dòng chữ rồi đi. Đó, chỉ hiện ra như thế này thôi là đủ rồi. Tốn chi tới 10 giây. Trời, anh cũng có nốt cái nào. Chúng ta nó thành công cái là cái vùng thứ nhất, sẽ chuyển qua cái vùng thứ hai là Sangui. Thì hiện tại là cũng chưa thấy có gì để mình có thể nâng cấp. Reddit này là chỉ có một người làm thôi, cái này là một người hỗ trợ. Còn lại những cái dòng này á là những cái SFX là sử dụng trên mà
cái upset đó, upset to anh em sẽ phải ghi chú vô con game. Nhưng mà thực ra không cần ghi những thầy này đâu, anh em có thể dẫn link ra cái website ở ngoài như tôi cũng được, hoặc là tóm tắt ngắn gọn ở đây. Sau cái phép dùng rất là nhiều, tính ra một người làm được con game như thế này rất là hay rồi đó, rất là ấn tượng rồi đó. Chỉ có một cái khó nhất của mấy anh em làm marketing, làm game solo đó, là cái vấn đề marketing. Con game này cũng tôi đánh giá là cũng tương đối chất lượng đó, có đầu tư vào hình ảnh, đồ họa, kỹ năng, cái hiệu ứng cái thứ luôn, nhưng mà cái khuyết điểm nhiều nhất thì tôi có con game mà sẽ không wishlist được. Cái khuyết điểm nhiều nhất của con game này đó chính là tương tác quá thấp, này là được follow chỉ có 10 thôi. Tính ra một con game đầu tư cũng kỳ công hết mà chỉ có 10 follow từ tháng 6 tới bây giờ lận nha. Tháng 6 tới bây giờ tính ra là 3 tháng rồi, đúng 3 tháng luôn, 21 tháng 6 tới 21 tháng 9 rồi, nhưng mà chỉ mới có 10 follow thôi, thậm chí ở đoạn này còn tụt một follow nữa. Thì con số marketing hơi bị thấp. Tôi sẽ xem cái lịch sử nào. Đã bỏ một cái đoạn movie giới thiệu. Thì tôi không biết tại sao lại bỏ cái đoạn này. Gục màn hình rất nhiều nè. Đấy. Có thể là thay đổi do cái upset đồ họa hoặc là chất lượng video nó hơi mờ đấy. Nên vào phải thành họ mới bỏ cái đồ họa này. Game hay ổn, ấn tượng. Hôm qua cũng có một số update. Đây chỉ là update trong cái bản demo thôi nha. Bản chính thì tôi chưa biết có được duyệt chưa. Bản chính thì vẫn chưa thấy nhiều thông tin gì, chỉ mới chủ yếu là cập nhật một số cái trên đồ họa thôi. Viking Dino so good. Chúng ta sẽ tiếp tục một cú nữa. Chúng ta sang bắt tờ 2. 5 phút. Đại dựng là 5 phút nhưng mà nó khó. Những con quái này thì kháng chấn thương vật lý rất là nhiều luôn, nên chúng ta bắt buộc phải chơi một con đem phép. Phép thì con này mạnh nhất, nhưng mà chỉ số ách tắc. Nó không có hút máu. Thường được có 10 phép nhưng mà tất cả cái chỉ số này của nó rất là tệ nha. 4 kill đều là 4 kill chủ động hết, nên control rất là khó luôn. Tôi sẽ thử qua cái lát này. Nếu như mình xài Arcane rồi, bốn mươi phần trăm cơ hội sẽ tôi địch, mình xài cái này đi. Tại vì nãy giờ tôi đánh quái là thấy toàn one hit không à, nên cái chức năng sờ tôi đó thì chỉ tác dụng với quái to thôi, nên vẫn là cái súng lục như thế này. Sáu giây. Summon một hòn đá trong 5 giây. Lắp các đường đạn và đi một cái quân địch ở gần cũng được. Ép là hồi máu. Lúc đầu thì mình đâu có cần hồi máu. Mấy con này giống mấy con trung tình. Cái QE nó bắn cái là hồi xong là nó hồi luôn. Ê,
Ê, mấy con đó nó chết nó còn nổ nữa nha. Mấy con thợ thồ nè. Cái này mình không xài được. Cái này mất 3 giáp. Cái này cũng không luôn. Hồi máu ngon. Này cũng được. Còn một thì bắn đũa. Mát e chứ vẫn ngon hơn. Cái kiwi nó ngắn ngủn gì ta, gây có 100 đam mà tốn thời gian xài luôn á, trăm năm mấy tiền. Chúng ta có thêm một khẩu súng cộng AK, nó giống hệt như cái mình đang xài, cầm tạm vô thì cũng được. Trừ 10% tốc độ di chuyển không ngon, tiết kiệm tiền. Mấy cái này là cái gì đó? Spam win liên tục. R là gì? 30 đam nhật lý, cái này không hiệu ứng nhiều. Cái này 7 giáp. Ok, mình có 15 mà. Mình lấy cái này vô là mất nửa đam luôn. Mất một giáp nhưng mà có khả năng lên tiền rất là nhiều. Cái này mình nâng mất 85 nhưng mà mình bán nó mình mua lại cái khác thì nó cũng được hơn tí. Hiện tại Aken mình 40 à, cố gắng nâng cái chỉ số Aken lên. Hồi máu thì có thừa rồi. Ấy da, cái con bơm này nó nổ, nó chiếm diện tích rất là nhiều mà nó lại nhanh nữa không. Đây gọi dạng như teleport á. Đi tiếp. Bắt đầu cảm giác mình thọt đam dần dần rồi đó.
Giờ mình cần cái khiêu giết địch để hồi máu rồi. Vũ khí của mình cũng bắt đầu thọt thọt dần dần. Đây 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 đây. Cây này 350. Hai trăm hai. Đây, 220 nữa là mình vô. Tiếp tục hồi máu thôi. Cái siêu ném đá này tôi thấy rất là cool đúng không? Bây giờ còn mỗi kiwi thì hỏi gì nữa. Cộng ra hai cái 50 bát đam 7 đam. Hơi ít vũ khí, nếu như chỉ có hai vũ khí thôi thì hơi ít thiệt. Rồi, boss ra. Boss này giống là con cá dưới đáy biển có cái đèn á. Mở được cái bát tò mới thì Whitlist thì có con game này đấu Whitlist được nữa. Chúng ta chơi tiếp một bản nữa ha. Bản demo thì tôi nghĩ là 5 màn đó, xong mình đi qua đây nó leo qua cái dốc đây mấy màn, ở đây có thể mấy màn, ở đây là khu đất mới. Năm phút độ khó là ha, có một cái dọc sông ở chính giữa. Ồ, hiện tại là demo chỉ đến đây thôi nên có muốn thêm cũng không được, có thời gian thì sẽ thử qua cái nhân vật còn lại. Rồi ok, bye bye anh em. Một con game cũng khá là đáng chơi. Cái mà tôi ức chế nhất trong con game đó chính là cái trò rung màn hình. Cái màn hình nó rung liên tục cực kỳ khó chịu luôn. Rồi, bye bye anh em. Chơi giải trí tí khoảng là 45 phút được rồi.